Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe gian TCR 6005. Vâng, như các bác đã biết thì dòng OCR thì là dành cho các bác mà mới bắt đầu tiếp cận với dòng xe đạp đua sử dụng, thì đây là dòng gian TCR dành cho những tay đua chuyên nghiệp đã sử dụng xe lâu rồi thì sẽ lên đến dòng TCR. Và dòng gian TCR 6005 này được trang bị nguyên một bộ group của Tiagra các bác nhé. Giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe gian TCR 6005 này có màu trắng xanh các bác nhé. Hình thức còn khá rất là đẹp, trên 90%. Em đánh giá ở độ mới của chiếc xe trên 90% các bác nhé. Rất ít những vết xước. Đây là một mẫu xe đua chuyên nghiệp dành cho các bác đi xe rất là lâu rồi, muốn lên đời những dòng xe siêu nhẹ. Đây là một mẫu xe siêu nhẹ 19110 với dòng carbon, bộ khung alloy SL các bác nhé, SL Superlight siêu nhẹ. Alloy là công nghệ nhôm siêu nhẹ của hãng Giang. Có thể lên Google search thêm với chiếc xe TCR 6005. Yên hiệu Vader. Đây. Xe đã được nâng cấp lên một chiếc yên hiệu này, ngồi rất là êm. Cọc yên nguyên zin của hãng Giang. Và dưới khung đây là một website chính hãng của hãng Giang các bác nhé. Giang là một hãng, một trong những hãng làm xe đạp nổi tiếng nhất thế giới rồi. Về rất đa dạng những dòng xe. Cụm phanh 3 mảnh của Tiagra và 10 tầng lip. Lip còn rất là mới đâu nhé, lip và xích rất là tốt. Củ đề của Shimano Tiagra. Mayer Zero. Mayer hiệu Zero các bác nhé. Gạt đĩa của Shimano Tiagra và bộ đùi đĩa, các bác có thể thấy nguyên một bộ group của Tiagra luôn. Phun từ củ đề, gạt đĩa, đùi đĩa, phanh và đến phai góc đều của Tiagra. Phía bên trên đây các bác có thể thấy đây, ghi đông của Ford, nguyên zin của hãng Giang. Tận bộ tay quấn của gian luôn, tay quấn zin theo xe các nhé. Cái con TCR 6005 này thì luôn dùng tay quấn màu xanh. Phanh trước càng nguyên zin của TCR Compact Road, càng nhôm của gian này. Bộ vành trước cũng của Cero, vành Mayer của Cero. Phía bên dưới khung thì các bác có thể thấy đây là bộ mã vạch của hãng gian, bộ mã vạch theo xe đây. Dưới gầm thì có số khung, số khung chính hãng của xe. Một chiếc xe có ghi thông số ở khung là size M. Phù hợp các bác từ 1m63 đến 1m75 đi với chiếc xe này. Còn bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Xe được trang bị 10 tầng lip. Đây lên lip này.
xuống đi. Đít và xích còn rất là mới đấy. Nguyên một bộ group của Tia rồi ra. Thế sẽ phải em là bộ đĩa hai tầng của Tia ra, gạt đĩa Tia ra luôn. Các bác thấy chuyển động rất là tốt. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe Giang TCR 6005, một dòng xe đua chuyên nghiệp của hãng Giang. Chiếc xe được bán tại cửa em mức giá là 12.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video.